Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội, khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Chuyên đề hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp đường chéo, bài tập như trên màn hình. Trong tự nhiên, copper có hai đồng vị bền, Cu63 và Cu65. Nguyên tử khối trung bình của copper bằng 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của đồng vị Cu63 và Cu65 lần lượt là A. 73,00% và 27,00%, B. 66,85% và 33,15%, C. 52,32% và 47,68%, D. 82,00% và 18,00%. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp đường chéo. Video này nằm trong chuyên đề các phương pháp giải toán hóa học hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Như vậy, bài tập này có liên quan giữa phần trăm đồng vị và nguyên tử khối. Chúng ta ôm lại như sau. Đồng vị thứ nhất chiếm x1%. Có nguyên tử khối là A1. Đồng vị thứ hai chiếm x2%. Có nguyên tử khối là A2. Và giữa đường chéo là nguyên tử khối A trung bình. Ở đây điều kiện A trung bình phải nhỏ hơn A2 và lớn hơn A1. Thì chúng ta biểu diễn đường chéo như sau. Phía trên này chính là A2 trừ A trung bình. Còn phía dưới đường chéo là A trung bình trừ A1. Và từ đó chúng ta có biểu thức liên hệ là gì? X1 chia X2 bằng A2 trừ A trung bình chia A trung bình trừ A1. Áp dụng vào bài tập này, chúng ta có, ta gọi X1 là phần trăm của đồng vị thứ nhất Cu63. Như vậy thì cái nguyên tử khối của nó bên này là 63. X2 là phần trăm đồng vị thứ hai, Cu65. Nguyên tử khối của nó là 65. Và đề bài cho nguyên tử khối trung bình là 63,54. Như vậy, ở trên này chúng ta biểu diễn đường chéo là gì? 65 trừ 63,54. Còn phía dưới này là gì? 63,54 trừ 63. Và từ đó chúng ta có biểu thức liên hệ là gì? X1 chia X2 bằng 65 trừ 63,54 chia 63,54 trừ 63, tức là X1 chia X2 bằng 1,46 chia 0,54. Ta đặt đây là phương trình số 1. Mặt khác chúng ta có là gì? Hai đồng vị này, mỗi đồng vị chiếm x1%, x2%, thế thì tổng cả x1 cộng x2 phải bằng 100. Và giải hệ 1 và 2. Chúng ta tính được giá trị x1 và 73,00% và x2 bằng 27,00%. Và chúng ta chọn được cái đáp án 73,00% và 27,00%. Được chưa? Đây. Rồi, bạn xem lại nội dung bài giảng ha. Ở đây đề bài yêu cầu tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị Cu63 và Cu65. Thì chúng ta chưa biết, chúng ta cứ gọi là X1 là cái phần trăm của đồng vị Cu63, X2 là cái phần trăm của đồng vị Cu65. Từ đó chúng ta dùng
Đường chéo chúng ta tính được cái tỷ lệ x1 chia x2 bằng 1.46 chia 0.54. Quy trình liên hệ thứ hai là gì? Vì trong tự nhiên siêu chỉ có hai đồng vị này, phần trăm của mỗi đồng vị là x1 và x2, do đó nên x1 cộng x2 phải bằng 100, được chưa? Và chúng ta giải hệ phương trình, chúng ta tìm được x1 bằng 73.00 và x2 bằng 27.00 và tìm được đáp án A, được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.